bạn đã đến với bản tin Nextport News được phát sóng vào lúc 20 giờ hàng ngày trên kênh YouTube và fanpage của Nextport. Thưa quý vị, Mikel Arteta đang đem lại những dấu hiệu vô cùng tích cực cho Arsenal. Sau chức vô địch FA Cup, huấn luyện viên người Tây Ban Nha tiếp tục đem lại niềm vui cho người hâm mộ pháo thủ ngay đầu mùa giải mới bằng chức vô địch siêu cúp Anh. Tuy nhiên, có lẽ ông sẽ phải tạm gác niềm vui đó sang một bên và tập trung vào việc giữ ngôi sao lớn nhất của đội bóng vào thời điểm hiện tại. Tỏa sáng ở chung kết FA Cup, rồi tỏa sáng ở siêu cúp Anh, Aubameyang đang càng ngày cho người hâm mộ thấy phẩm chất ngôi sao của mình. Màn trình diễn khiến huấn luyện viên Mikel Arteta phải thốt lên. Những cầu thủ lớn luôn biết cách tỏa sáng trong những khoảnh khắc đặc biệt và những trận đấu đặc biệt. Aubameyang là dạng cầu thủ như vậy. Cho dù huấn luyện viên Arteta chia sẻ về việc đang cố gắng thuyết phục Auba ở lại với Emirates, tuy nhiên tương lai của tiền đạo người Gabon vẫn đang là dấu hỏi khi các cuộc thương lượng về hợp đồng mới vẫn chưa được cả hai bên thống nhất. Việc ký hợp đồng mới với Aubameyang có lẽ là điều quan trọng nhất mà huấn luyện viên người Tây Ban Nha cần làm trong lúc này để có thể đưa Arsenal trở lại đỉnh cao. Dù để thua Arsenal trên chấm penalty, nhưng phần lớn cổ động viên Liverpool đều hướng sự chỉ trích tới tuyến giữa của đội nhà. Màn trình diễn thiếu sáng tạo của bộ ba tiền vệ là nguyên nhân chính khiến The Kop bế tắc trong suốt 90 phút thi đấu chính thức. Và lúc này, người hâm mộ lữ đoàn đỏ đang ngóng chờ Thiago Alcantara hơn bao giờ hết. Cầm bóng tới 60%, tung ra số cú sút gấp đôi đối thủ nhưng Liverpool chỉ tìm được bàn thắng ở một tình huống sai lầm trong phòng ngự của Arsenal. Rõ ràng, hàng tiền vệ của The Kop đã tỏ rõ sự bế tắc trong suốt 90 phút. Milner, Fabinho và Wijnaldum phù hợp với những tình huống tranh chấp đòi hỏi cơ bắp hơn là tạo ra sự đột biến ở tuyến giữa. Trên mạng xã hội, không ít người hâm mộ quỷ đỏ vùng Merseyside tỏ ra phẫn nộ với cách chơi của đội bóng và cái tên Thiago liên tục được nhắc đến. Họ cho rằng Liverpool sẽ gặp nhiều khó khăn trước các đối thủ chơi lùi sâu và dựng xe buýt trước khung thành. Thiếu vắng Alexander-Arnold, Liverpool hầu như chỉ biết trông chờ vào những quả tạt của Robertson bên cánh trái. Các cổ động viên của The Kop khao khát một bộ óc sáng tạo hơn bao giờ hết. Và Thiago là cái tên không thể phù hợp hơn lúc này. Đội bóng vùng Merseyside đang trì trệ đến mức khó hiểu trong thương vụ chuyển nhượng tiền vệ người Tây Ban Nha, dù anh đã nhiều lần bóng gió ý muốn đầu quân cho Jurgen Klopp. Ngoài vấn đề của hàng tiền vệ, Liverpool cũng vừa phải đón nhận tin không vui khác liên quan tới hàng công, khi mới đây một ngôi sao lớn của họ bất ngờ mong muốn ra đi. Tờ Mundo Deportivo mới đây đưa tin, Sadio Mane đang mong muốn được chuyển tới Barcelona để tái ngộ người thầy cũ Ronald Koeman. Anh cảm thấy việc thi đấu cho đội bóng xứ Catalan sẽ giúp mình có nhiều cơ hội hơn trong những cuộc cạnh tranh danh hiệu cá nhân. Trong hơn một thập kỷ qua, các giải thưởng danh giá nhất giới cầu thủ đều được dành cho những ngôi sao đã khoác áo Real Madrid hay Barcelona. Ở chiều ngược lại, gã khổng lồ xứ Catalan đang cải tổ mạnh mẽ sau thất bại ê chề mùa giải vừa rồi. Tân huấn luyện viên Ronald Koeman được toàn quyền quyết định trong việc mang về những cái tên ông mong muốn. Chính nhà cầm quân người Hà Lan đã đưa tên tuổi của Mane bay cao tại Southampton. Mùa giải 2019-2020, chân sút người Senegal tiếp tục là trụ cột trên hàng công của Liverpool với 18 bàn thắng cùng 9 đường kiến tạo tại ngoại hạng Anh. Chắc chắn đội bóng vùng Merseyside sẽ không để cầu thủ quan trọng của mình ra đi dễ dàng. Mức giá của anh được cho rơi vào khoảng 100 triệu bảng. Thưa quý vị, Chelsea đang khuấy đảo thị trường chuyển nhượng với hàng loạt bom tấn. Thế nhưng, mua nhiều mà lại không phù hợp thì lại là thảm họa. Tuy nhiên, sau trận giao hữu với Brighton hôm qua, các cổ động viên The Blues phần nào yên tâm về độ hòa hợp của các tân binh. Timo Werner và Hakim Ziyech đều để lại những dấu ấn đậm nét trong trận ra mắt Chelsea vào đêm qua. Ở bàn thắng duy nhất của The Blues, chính Werner là người ghi tên mình lên bảng tỷ số, còn Ziyech có đường truyền vượt tuyến chính xác mở ra pha kiến tạo của Hudson-Odoi. Trận đấu ra mắt đội bóng mới đã kết thúc không trọn vẹn với bộ đôi này khi Chelsea để Brighton gỡ hòa trong những phút cuối cùng của trận đấu. Nhưng dẫu sao, đây mới chỉ là giao hữu và đội bóng áo xanh còn nhiều thời gian để cải thiện mình. Werner và Ziyech là hai tân binh đáng chú ý nhất góp mặt trong trận đấu đêm qua của Chelsea, mà Malanga và Thiago Silva chưa thể hội quân với đội bóng mới do phải thực hiện cách ly bắt buộc, còn Ben Chilwell vẫn đang phải điều trị chấn thương. Lionel Messi vẫn đang là đề tài nóng trên các mặt báo những ngày vừa qua. Vậy diễn biến tương lai của tiền đạo người Argentina với Barcelona sẽ thế nào? Xin mời quý vị cùng đến với phần cụm tin vắn của chúng tôi. Mối lương duyên giữa Lionel Messi và Barcelona có vẻ gần như đã kết thúc. Mới đây, tiền đạo người Argentina đã thông báo với câu lạc bộ anh sẽ không đến trụ sở để xét nghiệm COVID-19. Trước đó, các cầu thủ Barcelona đều được thông báo phải xét nghiệm trước khi tập luyện trở lại vào ngày 31 tháng 8. Động thái này của Lionel Messi càng cho thấy anh không còn muốn cống hiến cho đội bóng xứ Catalan thêm một phút nào nữa.
Như vậy, Messi sẽ bỏ lỡ buổi tập đầu tiên và sẽ bị phạt tiền nếu còn hợp đồng. Theo tờ Diario Sport, Messi sẽ bị phạt tối đa 25% lương tháng. Chuyện đi hay ở của Messi phụ thuộc rất nhiều vào hợp đồng có điều khoản giải phóng lên đến 700 triệu euro. Nhưng mới đây theo đài Cadena của Tây Ban Nha, nhà báo Sique Rodriguez khẳng định điều khoản giải phóng hợp đồng của Messi đã hết hạn từ cuối mùa trước. Nhà báo cho biết thêm, ông đã xem qua bản hợp đồng của Messi và Barcelona. Theo bản hợp đồng đó, ngôi sao người Argentina sẽ không phải trả số tiền phá vỡ hợp đồng nếu nó được kích hoạt vào mùa giải cuối cùng. Với tình tiết mới này, câu chuyện giữa Lionel Messi và Barcelona sẽ vẫn còn rất phức tạp. Các chuyên gia bóng đá đánh giá rất cao khả năng giành quả bóng vàng của Robert Lewandowski sau cú ăn ba cùng Bayern Munich. Tuy nhiên, tạp chí France Football lại quyết định hủy giải thưởng năm nay vì ảnh hưởng của dịch Covid-19. Người hâm mộ và cả những huyền thoại bóng đá đều lên tiếng đòi sự công bằng cho Lewandowski. Bản thân tiền đạo người Ba Lan trong buổi phỏng vấn mới đây với Onet cũng tự tin khẳng định anh xứng đáng với danh hiệu cá nhân cao quý này. Chúng tôi đã giành mọi danh hiệu có thể ở mùa giải vừa qua, còn tôi là chân sút dẫn đầu danh sách ghi bàn ở mọi đấu trường. Tôi nghĩ nếu một cầu thủ đã đạt được những thành tựu như vậy thì anh ta nên giành quả bóng vàng. Như vậy, sau những lời kêu gọi ủng hộ tài chính của Liên đoàn bóng đá Thái Lan để chi trả các hoạt động bóng đá, thì mới đây, cuối cùng những người làm bóng đá Thái Lan cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Trong bối cảnh gặp khó khăn vì đại dịch Covid-19, sau khi Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan phát động chương trình voi chiến tới World Cup, ngay lập tức Liên đoàn bóng đá Thái Lan nhận được số tiền 10 triệu bạt, tương đương 7,4 tỷ đồng trong 5 năm liên tiếp từ nhà tài trợ Thái Beverage Public Company Limited. Phía đơn vị tài trợ ủng hộ bằng cách chia ngân sách thành hai hạng mục. Ở mục đầu tiên là dành để ủng hộ FAT với tổng số tiền 1 tỷ triệu bạt trong thời gian 10 năm nhằm mục đích để phát triển toàn bộ hệ thống bóng đá Thái Lan. Hạng mục còn lại nằm trong quỹ voi chiến tới World Cup, sẽ đóng góp 100 triệu bạt trong vòng 10 năm. Về mặt cam kết với nhà tài trợ, Liên đoàn bóng đá Thái Lan sẽ dùng số tiền hỗ trợ vào việc xây dựng nền tảng và phát triển các cầu thủ bóng đá Thái Lan từ cấp độ trẻ đến khi thành cầu thủ chuyên nghiệp. Tại buổi nhận tiền quyên góp, FAT đã hứa sẽ sử dụng tiền sao cho tiết kiệm chi phí nhất và đúng mục đích. Mới đây, VPF đã chốt thời gian và kế hoạch quay trở lại của các giải bóng đá chuyên nghiệp tại Việt Nam, nhưng khả năng tổ chức các trận đấu của hai đội bóng nằm trong tâm dịch là Quảng Nam và SHB Đà Nẵng vẫn là dấu hỏi lớn. Do đã công bố lịch trình trở lại của các giải đấu chuyên nghiệp, VPF yêu cầu các đội bóng từ hạng nhất đến V-League phải xin phép cơ quan chức năng tổ chức trận đấu và có báo cáo trước ngày 15 tháng 9. Tuy nhiên, với trường hợp của Quảng Nam FC và SHB Đà Nẵng, họ lùi hạn tới ngày 21 tháng 9. Lý do là bởi đây là hai câu lạc bộ nằm trong tâm dịch và cũng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của làn sóng Covid-19 thứ hai ở nước ta. Đáng chú ý, trong trường hợp câu lạc bộ không đảm bảo yêu cầu tổ chức trận đấu thì ban tổ chức giải sẽ chỉ định một sân đấu trung lập phù hợp. Chủ tịch Nguyễn Húc của câu lạc bộ Quảng Nam cũng chia sẻ rằng đội đang phải chờ ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam. Nếu lãnh đạo tỉnh cho phép, câu lạc bộ mới có thể thực hiện kế hoạch trở lại của mình. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào lúc 20 giờ ngày mai trên kênh YouTube và fanpage của Next Sport.